Rồi câu hỏi tiếp theo, mời Minh Trang. Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi một chút là cái công ty của em là bị âm quỹ tiền mặt cũng cũng nhiều nhiều ạ. Vì thế cho nên là em có thể là vay hoặc mượn của cá nhân, nhưng mà em theo cái giao dịch liên kết thì em mượn là dưới 10% vốn chủ sở hữu. Như vậy thì em vay nhiều người để cho nó đủ được cái số tiền mà không bị âm đấy, thì có bị giao dịch liên kết không ạ? Thực ra thì cái câu chuyện đặt ra là giao dịch liên kết thì nó ảnh hưởng gì đến trong cái việc này? Thì chúng ta phải 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 hiểu được giao dịch liên kết là gì mà nó có ảnh hưởng gì liên quan đến doanh nghiệp. Đấy, thì bản chất của giao dịch liên kết ấy là để mà nó thực hiện tránh cái vấn đề liên quan đến chuyển giá. Và nó thực hiện một cái vấn đề liên quan đến cái bản chất ngày xưa là giao dịch liên kết để mà nhằm kiểm soát trong cái vấn đề liên quan đến chuyển giá. Từ cái vùng mà từ cái doanh nghiệp mà có được cái phần ưu đãi để chuyển sang cái doanh nghiệp không có ưu đãi để chuyển sang cái doanh nghiệp có ưu đãi. Thế là vừa rồi nó mới đưa ra là cái vấn đề là khi mà nó có các cái khoản liên quan đến liên kết đấy thì liên quan đến lãi của tiền vay, thì bản chất cái đoạn này ấy, sâu xa là các ông đăng ký đầu tư là ông phải góp tiền để cho cái dự án được thực hiện. Đấy, thì sau đó thì nó mới tính cái chuyện là lãi vay nó bị ảnh hưởng như vậy. Thì tôi cho rằng là cái tỷ lệ đấy nó đang có những cái vấn đề liên quan đến bất hợp lý. Thế còn cái việc mà bạn trong cái doanh nghiệp của bạn nó đang không có đủ tiền, bởi vì cái vốn góp nó không đủ để cho phục vụ chi phí hoạt động kinh doanh, nó đang bị chiếm dụng. Thế thì ông chủ doanh nghiệp nó bỏ tiền ra nó cho vay thì nó chả ảnh hưởng gì cả nhá. Bởi vì cái cho vay đấy nếu mà nó tính lãi ấy, thì cái câu chuyện đó nó mới là câu chuyện lớn. Thì cái lãi đấy nó có được tính vào chi phí được trừ hay không cho doanh nghiệp. Thế còn nếu như vay chỉ để mà tôi mượn cái tiền của ông đấy để mà tôi thực hiện cho cái vấn đề liên quan đến thanh toán để đảm bảo được cái hoạt động của doanh nghiệp thì không ảnh hưởng gì liên quan đến giao dịch liên kết gì ở đây cả, không có ảnh hưởng gì cả nhá, không cần phải nhiều người gì cả, cứ trung thực thực tế vay của ông nào thì cứ lấy tiền của ông đấy, không cần phải chẻ nhỏi cả. Bởi vì nếu như mà bạn lấy cái chi phí lãi vay của ông đấy vào trong cái chi phí được trừ để tính vào chi phí được trừ thì bạn lại phải đi nộp thuế thu nhập cá nhân của ông đấy, và tiếp nữa là cần phải tính những cái tỷ lệ. Thế còn nếu như không tính lãi vay của ông đấy thì cái việc đấy không cần phải lo gì còn giao dịch kết cả nhá. Tại vì cái chỗ thông tư 132 em nghĩ ạ, thì liên quan đến giao dịch liên kết và những các điều khoản em thấy nó nhiều quá, em đọc cũng không hết Đúng rồi, và tương đối khó rất hiểu. nhiều, Quan trọng nhất là nó không rất ảnh là hưởng khó gì hiểu đến. ạ. Nên cả lúc thì anh em họ hàng, lúc thì giữa công ty nọ công ty kia, lúc thì Đúng giám đốc rồi, đúng trong nhiều rồi, công nhưng ty. quan trọng nhất là nó không ảnh hưởng gì đến cái giao dịch đấy của bạn cả nhá. Tại vì nó chỉ có vấn đề liên quan đến nếu như tính lãi vay, bạn có tính lãi vay trong trong cái phần đi vay hay không? Dạ không ạ, em Không thì cũng không ảnh đã hưởng vay, gì. bởi vì thực tế mà nói thì là cũng có những doanh nghiệp mà bị cũng phải đi vay thật, bởi vì là cái vốn góp là không đủ và mà tiền hàng là phải trả trả luôn, cho nên là mình phải đi vay để mình trả Thì tiền đây hàng đây trước, đây đây xong đây rồi. nhá, mình giải thích cho bạn nhá, là nếu như bạn đi vay cái vấn đề đó mà bạn không tính lãi vay thì coi như đấy không phải là một khoản vay mà đấy là một khoản mượn tiền nhá. Mượn tiền bản chất đấy là hợp đồng, là hợp đồng mượn tiền chứ không phải hợp đồng vay tiền. Vay tiền nó sẽ có cái lãi vay, nhưng mà đây là nó không có lãi cho nên là không có ảnh hưởng gì cả, không sợ liên quan đến giao dịch liên kết nhá. Dạ vâng ạ. Rồi Không, em cảm ơn ạ. rồi Chào anh. hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm một nút đăng ký kênh và bấm một nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.